tổ chức sinh nhật chung nhưng Quỳnh Nga, Việt Anh lại có hành động lạ khi chụp ảnh. Phải chăng Việt Anh và Quỳnh Nga phải làm như thế này để tránh các tin đồn tình cảm lại bùng nổ thêm lần nữa? Vì Việt Anh và Quỳnh Nga có sinh nhật gần nhau nên cả hai đã cùng tổ chức một buổi tiệc chung để mời hội bạn thân đình đám tới dự. Trong những bức ảnh mà Quỳnh Nga đăng tải, có thể thấy Lã Thanh Huyền, Vân Higo, Đình Tú đều có mặt để chúc mừng hai ngôi sao. Tuy nhiên, cũng ở loạt ảnh chụp chung này thì hai nhân vật chính đều đứng cách nhau khá xa, không hề có ảnh đứng cạnh nhau. Trong khi Quỳnh Nga nổi bật ở vị trí trung tâm thì Việt Anh thường đứng ở rìa bên ngoài. Nhiều khán giả đoán rằng hai ngôi sao này tránh nhau khi chụp ảnh để tránh các tin đồn phát sinh. Trước đó, trong tiệc sinh nhật của Huyền Lizzy thì Quỳnh Nga cũng ôm eo Đình Tú rất thân mật chứ không phải với Việt Anh. Thời gian qua, Quỳnh Nga và Việt Anh liên tục vướng nghi án hẹn hò. Cho dù hai người thường xuyên phủ nhận chuyện tình cảm, có đóng chung phim cũng không nhận vai tình nhân nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng cặp đôi có mối quan hệ đặc biệt. Quỳnh Nga đã từng ly hôn với người mẫu Doãn Tuấn và từ đó đến nay chưa hề công khai tình yêu mới. Việt Anh thì đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại và từng tiết lộ rằng không hề có ý định kết hôn lần ba vì không muốn làm tổn thương người khác lần nữa. Vì anh biết số phận mình, kém may mắn trong chuyện hôn nhân nên không còn muốn tìm kiếm một gia đình êm ấm như những người khác và chấp nhận cuộc sống độc thân như hiện tại.